Xin chào chị và các bạn, em là Người Tầm Lan, chủ kênh Người Tầm Lan. Và ngày hôm nay thì em có một cái niềm vui nho nhỏ muốn được chia sẻ, được gửi đến các anh chị các bạn. Thì cũng phải thật sự là có duyên khi em ngày hôm nay em sẽ trình làng ra mắt một cây giả hạc đột biến 5 cánh trắng mà núi rừng Yali sản sinh ra. Một cây mới toanh do chính tay em lấy được ở nơi rừng núi Yali Đại Ngàn. Và ngày hôm nay cũng là ngày mà hoa nở ngày đầu tiên, cho nên là những cái cánh hoa nó vẫn còn đang cục, nó mới hé, nó chưa được bay. Và em sẽ cập nhật ngày đầu tiên và sẽ cập nhật những ngày tiếp theo để cho các chị các bạn được chiêm ngưỡng, thưởng thức và ngắm nhìn những cái nét đẹp tinh khiết của một cây giả hạc đột biến thuộc vùng núi Yali do chính tay Người Tầm Lan lấy về nhé. Và bây giờ thì em sẽ chọn một cái góc độ nào đấy thật là hợp lý để quay những cái thước phim lại những cái hình ảnh thật đẹp từng góc cạnh của mặt bông quý hiếm này, mặt bông đột biến 5 cánh trắng mới toanh mà em còn chưa nghĩ ra tên để cho em nó một cái danh phận nữa. Rồi ok, bây giờ thì hãy theo em chúng ta tiếp cận cây giả hạc đột biến 5 cánh trắng này nhá. Hôm nay là ngày đầu tiên hoa nở, cho nên là những cái cánh hoa nó chưa được bay. Và ở một cái góc quay ngược nắng thì cái bông hoa nó vẫn rất là đẹp và hút hồn. Những cái ánh nắng nó có thể xuyên qua được những cái cánh hoa màu trắng tinh khôi. Bông hoa này thì có đôi mắt rất là đẹp, mắt xước gọn, nhìn như những cái tia sét. Và có một cái họng thùy rất là sạch sẽ. Và cùng với đó là một cái mũi hồng. Đấy là những cái điểm nhấn cho bông hoa. Ngày đầu tiên thì em xin cập nhật sơ sơ vậy thôi. Những ngày tiếp theo thì em sẽ làm chi tiết hơn. Và sau đây mời các anh chị các bạn cùng ngắm nhìn chi tiết nhất cây bông hoa đột biến 5 cánh trắng này.